Theo các thông tin mà truyền thông Nga và tài khoản mạng xã hội liên quan đến các cơ quan an ninh Nga đăng tải, bốn nghi phạm tham gia tấn công trực tiếp trong vụ khủng bố tại tổ hợp biểu diễn và thương mại Krokus City Hall vào tối ngày 22 tháng 3 là công dân Tajikistan. Vụ xả súng tại một sân khấu đông người đã khiến 137 nạn nhân thiệt mạng và ít nhất 145 người khác bị thương. Nhóm nhà nước Hồi giáo Khorasan, gọi tắt là ISISK, trước đó đã nhận thực hiện vụ xả súng và đang tuyên bố trên tài khoản Telegram. Tình báo Mỹ cũng xác nhận tổ chức Hồi giáo này đứng sau vụ tấn công. Tuy nhiên, cả IS và Mỹ đều không bình luận về quốc tịch của những kẻ tấn công hay việc IS đã chiêu mộ binh sĩ ở nước nào. Về phần mình, Nga chưa bình luận về tuyên bố của IS-ISK hay khẳng định IS tham gia vụ tấn công. Giới phân tích nhận định, phản ứng của Nga trước vụ tấn công khủng bố vào ngày 22 tháng 3 có thể gây ra những căng thẳng mới trong mối quan hệ giữa nước này và một số những đồng minh lịch sử. Quốc gia Trung Á Tajikistan từng là một phần của Liên Xô và hiện là thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSCO do Nga dẫn đầu. Đây là tổ chức mà từ lâu Tổng thống Nga Vladimir Putin hy vọng trở thành một khối quân sự tương tự như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo tờ The Moscow Times, trong một tuyên bố vào ngày 23 tháng 3, Bộ Ngoại giao Tajikistan cho biết những thông tin cho rằng công nhân nước họ có liên quan đến vụ khủng bố ở Nga là giả mạo. Bộ nội vụ nước này cũng cho hay hai trong số các nghi phạm được truyền thông Nga nêu tên đều ở Tajikistan vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Trong một cuộc điện đàm với tổng thống Putin, sau đó một ngày, tổng thống Tajikistan, Emomali Rahmon khẳng định những kẻ khủng bố không có quốc tịch, không có quê hương và không có tôn giáo. Phát ngôn của ban lãnh đạo cấp cao Tajikistan dường như muốn kéo quốc gia ra khỏi những dính líu liên quan đến vụ khủng bố ở Nga. Sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, mối quan hệ của Nga với các thành viên CSTO ngày càng căng thẳng. Một số chuyên gia về Nga và các quốc gia hậu Xô Viết trước đó còn nói với Business Insider rằng liên minh này đang sụp đổ. Đầu năm nay, Tổng thống Armenia thông báo nước này tạm dừng tham gia CSTO. Giới chuyên gia cho rằng, rất có thể, IS lợi dụng việc Nga bị phân tâm do cuộc xung đột với Ukraine để tấn công khủng bố ngay trong thủ đô. Cuối tuần qua, Tổng thống Putin cho biết lực lượng an ninh Liên bang Nga đã bắt giữ những nghi phạm khi chúng đang trên đường chạy trốn sang Ukraine và ép đang giúp chúng trốn thoát. Trong khi đó, Ukraine phủ nhận mọi liên quan đến vụ tấn công. Ít nhất 137 người đã thiệt mạng và 182 người bị thương hôm 22 tháng 3 khi bốn tay súng xông vào Krokus City Hall gần Moscow nã đạn vào một buổi biểu diễn trước khi phóng hỏa hội trường 7.000 chỗ ngồi. Tổng thống Vladimir Putin nói trong bài phát biểu cùng ngày rằng tất cả những người chịu trách nhiệm về vụ tấn công sẽ bị trừng phạt. Ông cho biết 11 nghi phạm đã bị giam giữ, trong đó có 4 người bị bắt khi đang trên đường tới Ukraine. Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov vào ngày 25 tháng 3 cho biết việc bình luận về tuyên bố nhận trách nhiệm của IS khi cuộc điều tra vẫn đang diễn ra là không phù hợp. Ông Peskov nói với các phóng viên, cuộc điều tra đang được tiến hành, cho đến nay chưa có giả thuyết nào được đưa ra. Khi được hỏi, liệu một cuộc tấn công chết người như vậy diễn ra ngay bên ngoài thủ đô Moscow có phải là dấu hiệu cho thấy sự lơ là của lực lượng chuyên trách hay không, ông Peskov nhấn mạnh, không quốc gia nào miễn nhiễm với khủng bố. Người phát ngôn nói, thật không may, trong thế giới của chúng ta, không thành phố, không quốc gia nào có thể hoàn toàn miễn nhiễm trước mối đe dọa khủng bố, đồng thời khẳng định lực lượng đặc nhiệm đã làm việc không mệt mỏi để bảo vệ nước Nga. Cuộc chiến chống khủng bố là một quá trình đang diễn ra, đòi hỏi sự hợp tác quốc tế toàn diện. Nhưng bạn có thể thấy rằng hiện nay, trong giai đoạn đối đầu gay gắt nhất này, sự hợp tác đó chưa được thực hiện đầy đủ dưới bất kỳ hình thức nào. Nhà Trắng cho biết, chính phủ Mỹ đã chia sẻ thông tin với Nga vào đầu tháng này về một cuộc tấn công đã được lên kế hoạch ở Moscow và đưa ra khuyến cáo công khai cho người Mỹ ở Nga vào ngày 7 tháng 3. Khi được hỏi liệu các cơ quan an ninh Nga có cần sự hỗ trợ từ phương Tây hay không, ông Peskov nói các cơ quan chuyên trách của chúng tôi đang hoạt động độc lập hiện không có yêu cầu giúp đỡ. Tuy nhiên, ông nói rằng trong các cuộc trò chuyện với lãnh đạo quốc tế từ sau vụ tấn công, nhiều quốc gia đã đề xuất cải thiện các nỗ lực quốc tế trong lĩnh vực chống khủng bố. Pháp có thông tin tình báo rằng chính một nhánh của IS đã lên kế hoạch và thực hiện vụ tấn công khủng bố nhằm vào Nga, Tổng thống Macron tuyên bố hôm 25 tháng 3. Ông nói rằng nhóm khủng bố này đã từng vài lần tấn công nhằm vào lãnh thổ Pháp. Ngoài ra, ông Macron cảnh báo Nga không nên lợi dụng cuộc tấn công để đổ lỗi cho Ukraine. Ông cho rằng động thái này sẽ gây hoang mang và phản tác dụng. IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào nhà hát Krokus City, Moscow hôm 22 tháng 3, làm 137 người thiệt mạng. Nga tới nay vẫn đang điều tra về vụ việc và đã bắt được các nghi phạm. Moscow chưa đưa ra bất cứ kết luận gì về vụ việc, chưa bình luận về tuyên bố của IS. Nga cho biết đã bắt được nghi phạm khi những phần tử này định chạy trốn sang biên giới Ukraine. Cơ quan an ninh Nga nghi ngờ những tay súng này có mối liên hệ với phía Ukraine ở bên kia biên giới. Ukraine bác bỏ những thông tin này, tuyên bố họ không liên quan tới vụ tấn công khủng bố. Mỹ cũng khẳng định ISISK, một nhóm chân rết của IS, là thủ phạm duy nhất của vụ việc, nhưng chưa cung cấp bằng chứng cụ thể cho tuyên bố này. Sau vụ việc, ông Macron cho biết Paris đã đề nghị các cơ quan an ninh của Nga tăng cường hợp tác, đồng thời nói thêm rằng Pháp sẽ có liên hệ với Nga ở cấp kỹ thuật và cấp bộ trưởng liên quan tới hoạt động chống khủng bố, thay vì đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhà lãnh đạo Pháp đã không trao đổi với ông Putin kể từ khi ông thực hiện một loạt cuộc điện đàm vào năm 2022 để thuyết phục Tổng thống Nga khép lại chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ông Macron nói, chúng tôi sẽ xem tình hình diễn biến như thế nào và liệu những ngày hoặc tuần tới có phù hợp cho một cuộc trao đổi cá nhân với ông Putin hay không. Ngày 24 tháng 3, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal cho biết, vì tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng IS đã nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Moscow và do các mối đe dọa đối với đất nước, chúng tôi quyết định nâng mức độ báo động an ninh lên mức cao nhất. Cơ chế này cho phép Pháp thực hiện các biện pháp an ninh đặc biệt như lực lượng vũ trang tăng cường tuần tra ở những nơi công cộng như nhà ga, sân bay và các địa điểm tôn giáo. Trong một diễn biến có liên quan, người phát ngôn chính sách đối ngoại của EU, Peter Sano, vào ngày 25 tháng 3 cho biết, Liên minh châu Âu đã đình chỉ hợp tác an ninh với Nga nhưng sẵn sàng nối lại đối thoại về cuộc chiến chống khủng bố sau sự kiện vào ngày 22 tháng 3. Ông Sando cho biết, chúng tôi rất rõ ràng khi lên án những gì đã xảy ra ở Moscow, chắc chắn đó là một cuộc tấn công khủng bố. Nếu Nga đưa ra một đề xuất đáng tin cậy dựa trên cơ sở pháp lý và tôn trọng các quy tắc quốc tế, thì Liên minh châu Âu có thể sẽ đồng ý nối lại hợp tác chống khủng bố với Nga. Theo đài Sputnik, Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 25 tháng 3 đã nói rằng vụ tấn công khủng bố tại trung tâm tổ chức biểu diễn Krokus City Hall ở ngoại ô thủ đô Moscow là do những kẻ Hồi giáo cực đoan thực hiện. Ông Putin nói, chúng tôi biết rằng tội ác được thực hiện bởi bàn tay của những kẻ Hồi giáo cực đoan, những người có hệ tư tưởng mà chính thế giới Hồi giáo đã đấu tranh trong nhiều thế kỷ. Tổng thống Nga cho biết, mặc dù Moscow biết Ai đã thực hiện vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Crocus City Hall, nhưng kẻ chủ mưu đằng sau vụ việc vẫn còn đang trong vòng nghi ngờ và Nga cần tìm hiểu xem liệu những kẻ hồi giáo cực đoan có thực sự quyết định tấn công nước này hay không. Ông Putin nói trong cuộc tham vấn với các cơ quan chức trách Nga về các biện pháp được thực hiện sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu vào ngày 22 tháng 3. Trong quá trình làm việc chung giữa các cơ quan đặc biệt và cơ quan thực thi pháp luật của chúng ta, cần phải có câu trả lời cho một số câu hỏi chẳng hạn như liệu các tổ chức Hồi giáo cực đoan thậm chí có đầu óc khủng bố, liệu có thực sự quan tâm đến việc tấn công Nga, nơi hôm nay đang ủng hộ một giải pháp công bằng cho cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông. Người đứng đầu Điện Kremlin nhấn mạnh, điều quan trọng là phải tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào nhà hát Krokus City Hall. Ông Putin nói, tội ác khủng khiếp xảy ra vào ngày 22 tháng 3 ở thủ đô nước Nga là một hành động đe dọa và câu hỏi ngay lập tức được đặt ra, ai được lợi sự tan bạo này chỉ có thể là một yếu tố trong một loạt nỗ lực của những kẻ đã chiến đấu với đất nước chúng ta kể từ năm 2014 dưới bàn tay của chế độ ở Kiev. Tổng thống Putin trước đó cho biết những kẻ tấn công địa điểm tòa nhà Krokus City Hall đã tìm cách trốn sang Ukraine, nơi mà theo dữ liệu sơ bộ, một cửa sổ đã được chuẩn bị sẵn để chúng vượt qua biên giới. Cả năm nghi phạm trực tiếp liên quan đến vụ xa súng đều bị bắt giữ. Ông Putin nhấn mạnh trong cuộc tham vấn về các biện pháp an ninh được thực hiện sau vụ tấn công khủng bố. Tất nhiên, chúng ta cần trả lời câu hỏi tại sao những kẻ khủng bố lại cố gắng chạy trốn đến Ukraine sau khi phạm tội và ai đang đợi chúng ở đó. Tổng thống Nga tiếp tục nói thêm rằng Mỹ đang nỗ lực toàn diện để thuyết phục mọi người rằng Ukraine không liên quan gì đến vụ tấn công khủng bố nhà hát Kroker City Hall và trách nhiệm hoàn toàn thuộc về nhà nước Hồi giáo IS tự dưng ông putin nói chúng ta thấy mỹ đang sử dụng nhiều kênh khác nhau để thuyết phục các vệ tinh của mình và các quốc gia khác rằng theo dữ liệu từ tình báo của họ được cho là không có dấu vết của ukraine trong vụ tấn công khủng bố ở moscow và vụ tấn công khủng bố đẫm máu đã được thực hiện bởi những kẻ tuyên xưng đạo hồi thành viên của is một tổ chức bị cấm ở nga chúng ta đã biết ai đã thực hiện hành động tàn bạo chống lại nga và người dân nga bây giờ chúng ta muốn biết ai là kẻ chủ mưu Ông chỉ đạo các nhà điều tra Nga phải tiến hành điều tra khách quan về vụ tấn công khủng bố tại Crocus City Hall, bất chấp mong muốn nóng lòng đưa thủ phạm ra trước công lý. Nhà lãnh đạo Nga nói, bất chấp nỗi đau buồn, lòng trắc ẩn và mong muốn chính đáng trừng phạt tất cả thủ phạm của tội ác tàn bạo này, cuộc điều tra phải được tiến hành một cách chuyên nghiệp và khách quan cao độ, không có bất kỳ thành kiến chính trị nào. Tổng thống Putin nhấn mạnh, xã hội Nga đã thể hiện tấm gương về sự đoàn kết, gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau thực sự sau vụ tấn công khủng bố vào Crocus City Hall. Ông nói trong cuộc họp, "Xã hội của chúng ta đã thể hiện một tấm gương về sự đoàn kết, gắn kết và thực sự hỗ trợ lẫn nhau vào thời điểm khó khăn này." Ông cho biết thêm, trong số những người hiện đang gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân có những công dân thuộc nhiều quốc tịch khác nhau từ mọi vùng miền trên đất nước Nga, ở mọi lứa tuổi, bao gồm cả trẻ em, học sinh và sinh viên. Ông Putin yêu cầu các nhà điều tra báo cáo về tiến trình điều tra và nỗ lực xác định tất cả những người liên quan đến vụ tấn công khủng bố, cũng như báo cáo thường xuyên về tiến trình điều tra. Nhà lãnh đạo cũng bày tỏ lời chia buồn gửi tới gia đình và bạn bè của các nạn nhân trong vụ tấn công và chúc những người bị thương nhanh chóng bình phục. Cũng theo đài AT, ông Alexander Bachikin, là chủ tịch ủy ban điều tra Nga cho biết tại cuộc họp tham vấn nói trên rằng vụ tấn công chết người vào nhà hát City Hall đã được lên kế hoạch cẩn thận. Ông Bachikin nói với Tổng thống Putin, những phát hiện ban đầu của cuộc điều tra cho thấy vụ tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch và chuẩn bị cẩn thận. Vụ tấn công đã khiến 139 người thiệt mạng. Người đứng đầu cơ quan điều tra chính của Nga làm rõ rằng có 137 người chết trong vụ tấn công, hai người qua đời ở bệnh viện vì vết thương nặng, ít nhất 40 nạn nhân tử vong vì trúng đạn và 45 người thiệt mạng trong đám cháy bùng phát trong vụ tấn công. Ông Bachikin nói thêm rằng có 182 người khác bị thương. Trong khi đó, các nhà điều tra đã thiết lập một biểu thời gian đầy đủ về diễn biến của vụ tấn công khủng bố vào nhà hát Krokos City Hall. Ông Bachikin cho biết, Ủy ban điều tra tiếp tục tích cực điều tra vụ án hình sự về vụ tấn công khủng bố vào nhà hát Krokos City Hall. Cuộc điều tra đã xác lập trình tự thời gian đầy đủ về những điều gì đã xảy ra. Theo quan chức này, các nghi phạm bị buộc tội thực hiện vụ tấn công đẫm máu ở Moscow vào ngày 22 tháng 3 đã thừa nhận tội lỗi và chia sẻ thông tin chi tiết về đồng phạm và khách hàng của họ. Tất cả các bị cáo đều nhận tội trong quá trình thẩm vấn và trước tòa, đồng thời đưa ra lời khai chi tiết về hoàn cảnh của vụ tấn công, khách hàng và những kẻ đã hỗ trợ họ chuẩn bị cho vụ tấn công, ông Bachikin nói. Về phần mình, trước tuyên bố của Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB cho rằng các nghi phạm vụ tấn công có ý định vượt biên sang Ukraine và có đầu mối liên hệ từ phía Ukraine. Kiev phủ nhận thông tin này, gọi thông tin từ FSB là phi lý và hoàn toàn không thể chấp nhận. Trước đó, ngay sau vụ khủng bố ở Moscow, ông Mikhail Podolyak, là phát ngôn viên của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tuyên bố rằng Kiev không liên quan đến vụ tấn công khủng bố đẫm máu vào tối ngày 22 tháng 3. Trong một bình luận trên Telegram, ông Podolyak nêu rõ, hãy nói thẳng điều này, Ukraine hoàn toàn không liên quan gì đến những sự kiện đó. Thứ nhất, chúng tôi đang tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện quy mô lớn và dữ dội với quân đội chính quy của Nga. Không có điều gì khác, mọi thứ sẽ được quyết định trên chiến trường ở Ukraine. Ông Podolyak cũng lưu ý Ukraine chưa bao giờ sử dụng các phương pháp chiến tranh khủng bố. Ông nhắc lại rằng, rất lâu trước vụ tấn công khủng bố tại Nga, nhiều đại diện nước ngoài ở Moscow đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công khủng bố. Bộ Ngoại giao Ukraine cũng đã phủ nhận nước này có liên quan đến vụ tấn công khủng bố trên, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế bác bỏ mạnh mẽ những cáo buộc như vậy và tăng cường hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến đang diễn ra với Nga. Theo tờ New York Times, hồi đầu tháng 3, cộng đồng tình báo Mỹ được cho là đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố nhằm vào thủ đô của Nga, cụ thể là ở những nơi tụ tập đông người như các phòng hòa nhạc. Ngày 7 tháng 3, Đại sứ quán Mỹ ở Moscow đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ này và khuyến cáo công dân Mỹ tránh các đám đông cũng như theo dõi truyền thông địa phương để biết thông tin cập nhật và chú ý đến môi trường xung quanh.